Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Tối Chuyện Dụng tôi. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái loại thuốc diệt ruồi Gado. Thì thuốc diệt ruồi Gado thì một gói là 20 g, là mình pha được 1,5 lít đến 2 lít nước. Thì mình pha bằng bình bơm tay cũng được, hay là bình mấy bình chuyên dụng như bình 5.600 hay bình 4.200 thì mình phun diện tích rộng thì cũng được. Đối với mình sử dụng ở nhà thì mình pha một gói, pha với 1,5 lít đến 2 lít nước, phun được 50 đến 70 m². Thì cái dòng Gado này là nó chỉ chuyên diệt ruồi thôi. Nếu mình sử dụng chỉ để dùng để diệt ruồi thôi thì dùng loại Gado. Thì mình phun tồn lưu hết tất cả những chỗ mà có ruồi, những chỗ nào có ruồi mà đậu vô thì mình phun phun, thì con ruồi mà trúng con ruồi thì nó chết ngay tại chỗ. Còn những chỗ mà nhìn nơi khác, con ruồi nơi khác mà nó bay lại nó đậu vô chỗ phun thuốc thì nó cũng chết. Thì cái loại thuốc diệt ruồi Gado này nó rất là hay. Thì mình phun tồn lưu, thì từ nếu mình không lao hay là không có phun mà trời mưa đâu á thì tầm 10 đến 15 ngày con ruồi đậu vô nó vẫn còn chết. Thì nhớ là phun thì cái thuốc diệt ruồi mình phun thì mình tránh thức ăn nước uống hay là chén đũa thì mình vuông mình tránh hết. Cái này thì các bạn xem bên mình phun nhá. Rồi xong rồi mình sẽ quay lại cái khúc mà con ruồi nó chết cho các bạn xem. Đây là cảnh ruồi nó chết nè. Đây mình quay cảnh ruồi chết cho các bạn xem. Này chỉ cần phun bằng cái bình bơm tay là nó chết cái gì rồi các bạn. Đây các bạn xem nè, con ruồi nó chết nè. Nếu các bạn mà để chỉ để diệt ruồi không á thì nên sử dụng cái dòng Gado này. Còn cái loại nó chỉ chiên ruồi thôi các bạn, nó kiến dán nha, nó không có diệt được. Đây, cái kho này ruồi rất là nhiều. Các bạn xem video thấy hay quá, nhớ like, share và đón nhận video theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hình thức thanh toán của công ty như sau: công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý khách. Công ty với phương châm diệt côn trùng tận gốc rễ, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng 0964131419. Xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của côn trùng.